Dạ, con đây. Ra đây ông nội biểu coi chân xong chưa. Coi đây nè, ông nội tiễn nè đó. Dạ. Còn bà nội mày thì tao đâu có cực khổ như vậy. Dạ nội, con chân xong rồi nè nội. Truyền thống là ta chân cầu vừa đủ sai. Bữa nay mày chân hao di eo rồi mày chân cao. Ủa, ông bà về ăn cái này hả? Không phải, tại vì con thấy là ai năm nào cũng chân cầu vừa đủ xài hết đó. Còn con á, cái mục đích và cái mục tiêu của con trong năm 2020 khác với tất cả mọi người. Đây. Khác sao? Dạ đây, con nè, này là cầu nè. Cầu view cao. View là lượt xem á nội. Tại vì con muốn là mấy cái video clip mà con đăng lên trên YouTube á hả, là mọi người sẽ xem thiệt là nhiều. Có nhiều view sẽ có nhiều tiền. Đó. Trời đất ơi, mày gì ba cái view đó thôi mà mày cho ông bà ăn mãn cầu là nó ngọt, mà cao thì nó chát. Rồi không lẽ đúng gặm cái bản này. Trời đất ơi. Trời ơi. Bây giờ dẹp. Nhưng mà nội có biết con đang buồn chuyện gì không? Buồn chuyện gì? Con còn chưa tâm sự với nội được nữa mà nội đánh con rồi. Con đi ra ngoài chợ con định mua hả, là cầu view rất cao, rất là trái gất. Con định mua 2 trái gất mà ở ngoài chợ không có bán. Con đang buồn. Hả mày, cái chữ rất chứ làm gì có chữ rất chứ. Giờ con vừa đủ xài đâu phải đủ xài đâu. Bây giờ con bắt chước con học theo con làm để con có tương lai thôi. Tự nhiên nội làm gì tương lai gì, tao kêu dẹp nha, bỏ cái này xuống. Chân cầu vừa đủ xài cho tôi, lấy cái mảng cầu lại bỏ trái cao ra. Trời ơi, thì nội phải giáo dục con chứ, tự nhiên con có gì đâu nội đánh con hoài mà. Không đánh mày cho mày hư à. Tối ngày mày cứ dí cái mặt mày vô cái YouTube nè, tao mày quay giết tao dòm trển. Trời. Đi ra đường thiên hạ nhìn ta, ta mắc cỡ gần chết rồi. Bây giờ con mới nghĩ ra ha, bây giờ muốn cạnh tranh với là mấy đứa YouTuber khác là bây giờ mình phải có kế hoạch. Đó, chiến lược đàng hoàng. Đây. Ví dụ nha nội. Nội thấy không? Đây là cái nồi bánh tét. Bây giờ á, nội chui trong cái nồi bánh tét này nè. Nội ngồi ở trong đó. Dạ. Xong cái con quay, xong cái con nói xin chào mọi người. Không biết là mọi người có thấy cái nồi bánh tét khổng lồ này không? Đố mọi người ở trong đó là cái gì? Xong cái con mở ra cái nồi chồi đầu lên. Hay chưa? Như một ông mục xong rồi cái ha. Chúc mừng năm mới. Yeah. Đồ có thằng cháu nội trời đánh. Gì vậy nội? Chưa có Tết mà mày đem mày trụng tao giống như con gà cúng mùng ba hả? Không có, con chỉ muốn sáng tạo thôi. Sáng tạo con khỉ khô. Nó nói vậy chắc là nội không có biết là con đang tổn thương nhiều đâu. Mày tổn thương gì mày tổn, kệ mày. Nội không biết là một khi con đã tổn thương thì con sẽ có những cái quyết định. Quyết định gì? Con đi về thành phố. Con không có ở đây với nội nữa đâu. Nội sẽ cô đơn, nội sẽ quạnh hiu. Con đi à, con sẽ về thành phố. Mẹ ơi. Đứng lại. Ba. Thầy ghét. Nói nó hù. Ba mẹ. Hai. Kêu về đi ở ăn Tết mấy bữa. Về làm khó làm gì. Thì đó, sẵn rồi nội quay với con mấy cái clip đi. Ừ, thì muốn quay gì thì quay. Ê mà thôi. Có gì con quay nội sao nha. Nội có chị. Nhà hàng xóm đang cãi nhau kìa, trời quá trời. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại á là Tiến Dũng rất vui khi mà được gặp gỡ lại tất cả mọi người. Ngày hôm nay có một thông tin rất là hay ho, đó chính là nhà hàng xóm đang cãi nhau và ẩu đả. Nên bây giờ chúng ta hãy ập vào nhà hàng xóm. Đi. Tị ơi, mày đâu vậy? Cái thằng ổn dịch. Trời ơi, tối ngày cái